sau khi Israel Hamas không đạt được thỏa thuận ngừng bắn, xung đột Trung Đông tăng dần cấp độ, hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái từ Liban dội xuống quốc gia láng giềng. Mặc dù vậy, đợt anh kích quy mô của Hezbollah chỉ đánh trúng một mục tiêu không tưởng trên lãnh thổ Israel. Sau đòn tấn công của Hezbollah, Iran nói gì về tương quan so sánh giữa Israel với các lực lượng Hồi giáo? Giữa lúc đó, xung đột giữa Nga và Ukraine cũng được đẩy đến cao trào khi hai bên đều sẵn sàng cho cuộc chiến sống còn. Bản tin sáng ngày 27 tháng 8 tiếp nối với những diễn biến trong nước. Tập đoàn Na Uy thông báo ngừng dự án điện gió ở Việt Nam. Sinh viên đỏ mắt tìm phòng trọ tại thành phố Hồ Chí Minh. Dịp Tết Trung Thu, trend đào đang dẫn đầu. Chương mục Chuyện Tốt ngày hôm nay, ấm áp quán phở treo giữa lòng phố cổ Hà Nội. Hân hạnh kính chào quý vị đến với bản tin sáng. Mở đầu chương trình hôm nay là những biến động từ khu vực Trung Đông. Thưa quý vị, sau cuộc tấn công dữ dội của lực lượng Hezbollah, Iran tuyên bố Israel đã đánh mất khả năng răn đe và cán cân quyền lực trong khu vực đang thay đổi theo hướng bất lợi cho chính quyền Tel Aviv. Trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani nêu rõ, mặc dù nhận được sự hậu thuẫn toàn diện từ các cường quốc như Mỹ, Israel vẫn không thể dự đoán được thời gian và địa điểm của cuộc đáp trả giới hạn, nhưng được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi lực lượng kháng chiến. Israel giờ đây phải tự vệ trong chính những vùng lãnh thổ mà họ đang chiếm đóng. Tel Aviv chưa phản ứng với bình luận trên. Theo Reuters, bất kỳ diễn biến leo thang nào trong cuộc chiến Israel-Hezbollah vốn bùng phát song song với xung đột ở Gaza đều có thể châm ngòi cho một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn với sự can thiệp của Iran, quốc gia hậu thuẫn Hezbollah và Mỹ, đồng minh chính của Israel. Thủ lĩnh Hezbollah, ông Sayed Hassan Nasrallah, tuyên bố đòn tấn công của nhóm này nhằm trả đũa vụ ám sát chỉ huy cấp cao Fuad Shukr vào tháng trước đã được thực hiện theo đúng kế hoạch. Liên quan đến đòn đánh của Hezbollah nhắm vào Israel, một trong những thiệt hại nặng nề nhất sau cuộc tấn công bằng rocket và máy bay không người lái trong ngày 25 tháng 8 lại được ghi nhận với một mục tiêu không tưởng. Theo trang tin Telegraph, một quả rocket đã đánh trúng một trang trại gà nhỏ, gây hư hại nghiêm trọng cho cấu trúc bên ngoài. Hình ảnh được ghi lại sau cuộc tấn công cho thấy một nông dân cần mẫn thu dọn các mảnh vỡ, lội qua khu vực chật kín đàn gà của ông. Lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố, mục tiêu chính của nhóm là Glilot, căn cứ tình báo quân sự then chốt của Israel gần Tel Aviv. Tuy nhiên, Israel phản bác và khẳng định, trái với những gì Hezbollah công bố, không có ảnh hưởng nào đối với các căn cứ của IDF, kể cả ở phía Bắc hay trung tâm lãnh thổ. Trường hợp tử vong duy nhất trong cuộc tấn công của Hezbollah được báo cáo trên một tàu tuần duyên ngoài khơi bờ biển phía Bắc Israel. Nạn nhân là binh sĩ David Moshe Ben Sitrit, 21 tuổi. Một quan chức quân sự tiết lộ với AFP rằng, theo kết quả điều tra sơ bộ, người lính này có thể đã thiệt mạng do hai nguyên nhân, hoặc bị trúng trực tiếp tên lửa của hệ thống vòm sắt hoặc do mảnh vỡ tên lửa gây ra. Theo trang tin Telegraph, tên lửa vòm sắt có thể đã phát nổ trong quá trình đánh chặn một máy bay không người lái của Hezbollah. Vụ nổ làm mảnh vỡ rơi xuống tàu, sự cố cũng khiến hai người khác bị thương. Trước đó, Israel đã xuất kích 100 máy bay chiến đấu tấn công phủ đầu hàng ngàn bệ phóng tên lửa ở miền nam Liban đang sẵn sàng khai hỏa vào nước này. Phát ngôn viên IDF Daniel Hagari cho biết, trong số đó có đến 90% nhắm vào miền Bắc Israel. Ông cũng bác bỏ thông tin mà Hezbollah công bố về số lượng rocket và máy bay không người lái phóng vào Israel, lưu ý rằng số lượng thực tế lần lượt là 230 và 30. IDF còn công bố một biểu đồ minh họa cuộc tấn công, cho thấy các máy bay chiến đấu của họ tập kích nhiều khu vực chứa bệ phóng tên lửa của Hezbollah. Ông Tamir Heyman, cựu chỉ huy tình báo IDF, chia sẻ với kênh 12 rằng, quân đội Israel đã dành nhiều tháng để nghiên cứu các địa điểm được Hezbollah giấu rocket dưới lòng đất nhằm thực hiện các cuộc tấn công chính xác khi thời điểm thích hợp. Theo Bộ Y tế Liban, 3 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel. Trong khi đó, những hình ảnh ấn tượng được ghi lại trên bầu trời miền Bắc Israel cho thấy một máy bay không người lái của Hezbollah bị hệ thống vòm sắt đánh chặn, một chiếc khác rơi xuống đường cao tốc gây ra vụ nổ lớn. Thiệt hại cũng được ghi nhận ở các thành phố Acre và Maalot ở phía Bắc Israel. Căng thẳng leo thang còn khiến sân bay ở Tel Aviv ngừng hoạt động. Chính quyền thành phố thông báo mở cửa khẩn cấp 240 hầm trú ẩn công cộng trên khắp khu vực, trong khi tất cả bãi biển và cơ sở văn hóa đóng cửa. Hezbollah cho biết cuộc tấn công vừa qua chỉ là giai đoạn đầu tiên trong phản ứng trả đũa vụ ám sát chỉ huy cấp cao của họ. Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hezbollah tuyên bố họ đã chuẩn bị cho một đợt leo thang khác
song không cung cấp thông tin cụ thể. Hãng thông tấn Iran IRNA lưu ý, Hezbollah đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất và sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động gây hấn nào từ phía Israel, đặc biệt nếu điều đó đe dọa dân thường. Hezbollah đã đưa ra hai tuyên bố về các cuộc tấn công hôm Chủ nhật 25 tháng 8 với nội dung tương tự nhau, nhưng một trong số đó nhấn mạnh rằng đây là ngày để tang thứ 40 Imam Hussein, cháu trai nhà tiên tri Mohammed. Khoảng thời gian quan trọng đối với người Hồi giáo Shia được gọi là Arba'in. Như tín đồ Hồi giáo Shia thường tham gia hành hương ở những địa điểm linh thiêng như Iraq trong thời gian này. Do đó, ngày Arba'in có ý nghĩa lớn đối với cả Iran và Hezbollah. Theo Jerusalem Post, nhóm dân quân ở Liban đã cố gắng tạo mối liên hệ giữa thời điểm thực hiện cuộc tấn công và ngày quan trọng này để gia tăng tính biểu tượng và gửi thông điệp mạnh mẽ, nhấn mạnh ý nghĩa tôn giáo và chính trị trong các hành động đáp trả. Cũng liên quan đến khu vực Trung Đông, theo thông tin từ tờ Guardian, tại cuộc họp gồm các ngoại trưởng Liên minh châu Âu trong ngày 29 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Joseph Borrell sẽ thúc đẩy áp đặt trừng phạt với hai bộ trưởng cực hữu Israel là ông Itamar Ben-Gvir và Bezalel Smotrich. Theo dự kiến, nhà ngoại giao hàng đầu châu Âu sẽ kêu gọi hành động cứng rắn đối với hai quan chức của Israel trong bối cảnh EU cố gắng khôi phục uy tín tại khu vực Tây Á. Trong cuộc họp quan trọng sắp tới, ông Joseph Borrell sẽ đưa ra các lập luận mạnh mẽ đối với việc trừng phạt ông Itamar Ben-Gvir và Bezalel Smotrich, hai bộ trưởng Israel có phát ngôn và hành vi kích động bị quốc tế lên án. Ông Ben-Gvir đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng An ninh Israel đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ sau chuyến thăm gần đây đến đền thờ Al-Aqsa. Vị quan chức tuyên bố rằng ông đến để cầu nguyện, dù theo quy định hiện hành chỉ người Hồi giáo mới được phép cầu nguyện tại đây. Ngoài ra, ông Ben-Gvir cũng nhiều lần kêu gọi các viện trợ và cung cấp nhiên liệu cho Gaza. Quan điểm này vừa được ông nhắc lại vào đầu tháng. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Israel Smotrich gây phẫn nộ khi tuyên bố rằng việc để người Palestine ở Gaza chết đói nhằm giải cứu các con tin Israel có thể được coi là chính đáng và hợp đạo đức. Về chiến sự Đông Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có phản ứng mạnh mẽ sau cuộc không kích quy mô lớn mới nhất của Nga vào nước này, với hơn 100 tên lửa và 100 máy bay không người lái đã được sử dụng. Phía Nga xác nhận các lực lượng của họ đã triển khai vũ khí có độ chính xác cao, tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng ở 15 khu vực của Ukraine. Moscow lưu ý thêm rằng những địa điểm này được dùng để hỗ trợ quân đội Ukraine. Ông Zelensky nhấn mạnh trên Telegram rằng ngành năng lượng Ukraine đã phải chịu nhiều thiệt hại. Ông thúc giục các đồng minh tuân thủ cam kết cung cấp nguồn lực phòng không, đồng thời nhắc lại ý tưởng Kiev và các đối tác nên lập một thỏa thuận để bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa Nga. Tổng thống nói, ở nhiều khu vực khác nhau của Ukraine, chúng tôi có thể bảo vệ nhiều mạng sống hơn nếu không quân của các nước láng giềng châu Âu phối hợp hoạt động với chiến đấu cơ F-16 và hệ thống phòng không của chúng tôi. Trong một phản ứng tương tự, ông Andriy Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, một lần nữa yêu cầu phương Tây cho phép họ sử dụng vũ khí tầm xa tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Ông cho rằng, một quyết định như vậy sẽ đẩy nhanh tiến trình chấm dứt chủ nghĩa cực đoan. Phía ngược lại, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ đáp trả cuộc xâm nhập vào Kursk của Ukraine. Người phát ngôn Dmitry Peskov nhấn mạnh những hành động thù địch của Kiev không thể không nhận sự đáp trả thích đáng. Vị quan chức này cho biết thêm, Nga và Ukraine sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán ngừng bắn nào vì chủ đề này gần như không còn mang ý nghĩa thực tiễn. Chuyển sang khu vực châu Á, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo đã điều động máy bay chiến đấu để ngăn chặn một máy bay trinh sát của Trung Quốc xâm phạm không phận trong vài phút. Reuters ngày 26 tháng 8 đưa tin. Theo hãng tin Reuters, sự việc xảy ra vào sáng ngày 26 tháng 8 theo giờ địa phương. Bộ Quốc phòng Nhật Bản lưu ý, đây là lần đầu tiên một máy bay quân sự Trung Quốc xâm phạm không phận nước này và chính phủ đã gửi công hàm phản ứng mạnh mẽ tới Bắc Kinh thông qua các kênh ngoại giao. Chiếc máy bay vi phạm không phận được xác định là máy bay trinh sát Y-9. Phương tiện này bay qua quần đảo Danjo phía tây đảo Kyushu miền nam Nhật Bản từ 11 giờ 29 phút đến 11 giờ 31 phút sáng. Hiện Trung Quốc chưa phản hồi về thông tin trên. Trong khi đó, hàng ngàn người tị nạn Rohingya tại Cox's Bazar, Bangladesh đã bất chấp những trận mưa như trút nước để tổ chức lễ kỷ niệm 7 năm ngày mà họ buộc phải rời xa quê hương Myanmar. Trong buổi cầu nguyện tập thể, nhiều người tham dự đã không giấu được cảm xúc và rơi nước mắt khi họ đứng chen chúc dưới cơn mưa nặng hạt. Murtaza, một người Rohingya sinh sống tại một trong các trại tị nạn, chia sẻ,
Ngày càng có thêm nhiều người Rohingya tới đây. Họ đã phải hứng chịu những cuộc tấn công và tra tấn tàn khốc, giống như chúng tôi từng trải qua và phải chạy đến đây vào năm 2017. Tất cả chúng tôi đều mong mỏi công lý và được đối xử công bằng. Chúng tôi sẽ trở về quê hương chỉ khi các quyền lợi cơ bản của chúng tôi được khôi phục. Được biết, vào tháng 8 năm 2017, hơn 730.000 người Hồi giáo Rohingya đã phải chạy trốn khỏi bang Rakhine của Myanmar sau khi quân đội tiến hành đàn áp mạnh tay nhằm đáp trả một cuộc tấn công của các chiến binh Hồi giáo. Những người tị nạn kể rằng họ đã chứng kiến những vụ thảm sát và xâm hại khủng khiếp. Các tổ chức nhân quyền cũng thu thập được nhiều bằng chứng về các vụ sát hại và đốt phá làng mạc. Trong những tuần gần đây, thêm hàng ngàn người Rohingya được cho là đã phải rời bỏ bang Rakhine. Trong bối cảnh xung đột giữa quân đội thuộc chính quyền quân sự và quân đội Arakan, lực lượng dân quân hùng mạnh được tuyển mộ từ cộng đồng dân tộc Rakhine chủ yếu theo đạo Phật ngày càng leo thang. Thưa quý vị, những ngày gần đây, hàng ngàn người đã đổ về thị trấn Timburg ở Hà Lan để tham dự lễ hội Red Heads Day thường niên, một sự kiện tôn vinh vẻ đẹp kiêu sa của những mái tóc đỏ nổi bật. Ellen Lindestad, sinh viên ngành kiến trúc, chia sẻ với Reuters rằng cô đã mất hơn 24 giờ di chuyển bằng tàu và xe buýt từ thủ đô Stockholm của Thụy Điển để đến dự lễ hội này, bởi ở quê nhà cô rất hiếm khi gặp được người có chung sắc tóc như mình. Được đứng giữa một không gian mà ở đâu bạn cũng nhìn thấy những mái tóc đỏ rực rỡ, cảm giác thật sự rất khác biệt. Theo Reuters, tỷ lệ người sở hữu mái tóc đỏ chỉ chiếm từ 1 đến 2% dân số toàn cầu và từ 2 đến 6% trong số những người này có tổ tiên là người Bắc Âu hoặc Tây Bắc Âu. Theo ban tổ chức, hơn 10.000 người từ hơn 6 quốc gia đã tham dự lễ hội kéo dài 3 ngày, cùng trải nghiệm nhiều hoạt động đa dạng như chụp ảnh, giao lưu và tham gia nhiều hội thảo khác nhau. Sự kiện thường khép lại bằng một bức ảnh tập thể. Vào năm 2013, bức ảnh nhóm của lễ hội đã lập kỷ lục Guinness Thế giới về cuộc tụ họp lớn nhất của những người có mái tóc đỏ tự nhiên với sự tham gia của 1.672 người trong khung hình. Chuyển sang những thông tin trong nước, phát ngôn viên tập đoàn năng lượng Na Uy Equinor vừa thông báo ngừng hoạt động phát triển kinh doanh tại Việt Nam và đóng cửa văn phòng Hà Nội. Theo trang tin Vietnambiz, đây là lần đầu tiên Equinor đóng cửa văn phòng đại diện tập trung vào các dự án điện gió ngoài khơi ở nước ngoài. Trước đó, Equinor đã rút vốn khỏi hơn 10 quốc gia, nơi tập đoàn này từng đầu tư vào các dự án dầu mỏ và khí đốt để tập trung vào mảng năng lượng tái tạo và phát thải carbon thấp. Theo Equinor, công ty quyết định rời khỏi Việt Nam sau khi xem xét danh mục tài sản năng lượng tái tạo. Gần đây, ngành điện gió ngoài khơi đang phải đối mặt với nhiều trở ngại và tập đoàn cần phải có chiến lược hợp lý hơn. Trước đó, vào tháng 11 năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và Equinor đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch. Đây là phiên bản mở rộng nhằm thay thế biên bản ghi nhớ năm 2021. Hai bên sẽ cùng nghiên cứu cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực hydrogen, thu hồi và lưu trữ carbon tại Việt Nam. Cuối tháng 7, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ dự thảo đề án nghiên cứu thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi, trong đó có đề xuất 3 phương án chọn nhà đầu tư. Phương án 1, PVN là đơn vị thí điểm đầu tư. Phương án 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN là đơn vị được giao thực hiện. Phương án 3 là đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thí điểm làm dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Bộ Công Thương cho rằng chưa đủ cơ sở và dữ liệu để đánh giá mức độ hiệu quả khi giao PVN, EVN hay Bộ Quốc phòng thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi. Vì điện gió ngoài khơi là lĩnh vực mới, liên quan tới quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo. Được biết, Equinor là công ty năng lượng do Chính phủ Na Uy kiểm soát và thành lập vào năm 1972. Công ty tập trung vào 3 mảng chính là dầu khí, năng lượng tái tạo, khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Bên cạnh đó, công ty còn thực hiện nhiều dự án về chuyển đổi năng lượng lớn tại châu Âu và châu Mỹ. Trong khi đó, rãnh áp thấp nhiệt đới gây ra nhiều cơn mưa lớn trên khắp cả nước. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan đơn vị ở địa phương tăng cường theo dõi phòng ngừa lũ quét và hiện tượng sạt lở đất. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, từ 12 giờ đến 14 giờ ngày 25 tháng 8, tại một số địa phương ở tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Cụ thể, hai xã của huyện Đơn Dương là Đạ Ròn có lượng mưa 71mm và Thạnh Mỹ lượng mưa 40,8mm. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, trong những giờ tới, một số huyện và thành phố tiếp tục có mưa lớn, dẫn đến nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông và sạt lở ta luy sườn dốc, đặc biệt tại các huyện Đơn Dương, Lạc Dương và thành phố Đà Lạt. Để kịp thời phòng ngừa nguy cơ sạt lở lũ quét, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục triển khai các giải pháp chủ động để phòng chống sạt lở. Cụ thể, cần theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết thiên tai để chủ động ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời rà soát các phương án, sẵn sàng điều động lực lượng phương tiện để ứng phó với các sự cố bất thường có thể xảy ra. Đặc biệt, phải kiên quyết di dời sơ tán người và tài sản ở vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt sâu, thực hiện nghiêm túc trực ban 24/24 giờ để kịp thời chỉ đạo xử lý các tình huống do thiên tai gây ra. Trước đó, vào cuối tháng 7 năm 2024, đã xảy ra vụ sạt lở trên quốc lộ 27, đoạn qua huyện Đam Rồng, khiến tuyến đường này ách tắc. Nghiêm trọng hơn, đất đá sạt lở vùi lấp căn nhà của một hộ dân ở thôn trung tâm, xã Đạ Cơ Nàng, làm hai người tử vong. Lãnh đạo địa phương cho biết hộ dân này đã được Ủy ban Nhân dân xã đến kiểm tra vận động di dời. Tuy nhiên, khi chủ căn nhà trên trở về lấy đồ đạc thì xảy ra sự việc đau lòng. Liên quan đến một sự cố vừa xảy ra ở chung cư Linh Đàm thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, một người đàn ông suýt bị nuốt chửng bởi thang máy. Mạng xã hội hiện đang chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh quá nguy hiểm này. Theo hình ảnh trên mạng xã hội, khi một người đàn ông đang bước vào thang máy, thì hệ thống tự động của thang máy không vận hành, khiến thang máy đóng cửa rồi đi lên tầng cao. Khoảnh khắc đó, người đàn ông đã kịp phản ứng lui người lại phía sau. Những người trong thang máy đều tỏ ra hoảng sợ trước tình huống này. Chia sẻ với báo Lao động chiều ngày 26 tháng 8, anh Nguyễn Mạnh Cường, cư dân chung cư HH2C Linh Đàm, xác nhận mình là người suýt bị thang máy nuốt chửng. Anh Cường cho biết khoảng 7 giờ 20 phút sáng ngày 26 tháng 8, anh ấn thang máy ở tầng 1 để lên nhà. Thời điểm này, do thang máy không hoạt động, anh và một số người dân khác đã bước ra ngoài. Tuy nhiên, một lúc sau khi thang máy có dấu hiệu hoạt động trở lại, anh Cường đã bước quay trở lại thang máy. Khi đó, thang máy đột ngột đóng cửa và đi lên tầng cao. Theo anh Cường, tòa nhà anh đang sinh sống hiện có 6 thang máy, trong đó 3 thang máy dành cho cư dân từ tầng 20 trở lên, 2 thang máy dành cho cư dân từ tầng 2 đến tầng 20, còn lại 1 thang máy để vận chuyển hàng hóa. Sáng ngày 26 tháng 8, 2 thang máy dành cho cư dân từ tầng 20 trở lên bị hỏng, chỉ còn lại duy nhất 1 thang máy hoạt động, do vậy anh Cường bắt buộc phải đi thang máy này. Anh Cường cho biết thêm, 2 thang máy đó bị hỏng cả tháng này, trong khi tiền phí dịch vụ vẫn thu đầy đủ nên người dân rất bức xúc. Trao đổi với báo Lao động, ông Nguyễn Xuân Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt cho biết, đơn vị đang làm việc với chủ đầu tư và đơn vị vận hành tòa nhà để làm rõ sự việc. Thưa quý vị, thời điểm này cũng là khoảng thời gian các trường đại học tiếp nhận sinh viên. Nhiều bạn trẻ từ các địa phương khắp cả nước đang khẩn trương tìm chỗ trọ ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các nơi ở có giá cả hợp lý rơi vào tình trạng cháy phòng. Theo trang tin cafef.vn, một phụ huynh từ An Giang lên thành phố Hồ Chí Minh để đưa con gái đến trường Đại học Giao thông Vận tải ở quận Bình Thạnh làm thủ tục nhập học và đóng các khoản tiền đầu năm. Sau đó, chị liên hệ với người quen để tìm phòng trọ cho con. Chị cho biết, nhiều ngày nay tôi đã nhờ người quen ở thành phố Hồ Chí Minh lên cả những website giới thiệu nhà trọ để tìm phòng trọ gần trường cho con dễ đi lại. Tuy nhiên, nhiều nơi đều chào giá rất cao, khoảng 5-6 triệu đồng một phòng cho 3-4 sinh viên. Còn dưới mức giá đó thì tình trạng phòng xuống cấp, an ninh không đảm bảo và xa trường. Nhiều nơi hối tôi nên đến xem và đặt cọc sớm để giữ chỗ, vì chần chừ là hết phòng. Ở hẻm 36 đường Nguyễn Gia Trí, quận Bình Thạnh, nơi đây có nhiều người dán thông báo còn phòng cho thuê với giá từ 1,5-5,5 triệu đồng một tháng. Liên hệ với thông tin trên thông báo, một người đàn ông giới thiệu là chủ nhà trọ và hỏi chúng tôi muốn thuê với giá bao nhiêu. Khi biết mức giá 1,5 triệu đồng một tháng, người đây cho biết địa chỉ chúng tôi đang đứng đã hết phòng trọ với giá đó, chỉ còn phòng giá 1,8 triệu đồng một tháng. Khi vào xem phòng thì khá bất ngờ vì căn phòng rộng chưa tới 4 mét vuông như một chiếc hộp. Các phòng được ngăn bằng lớp ván ép mỏng manh, còn nhà vệ sinh chung được bố trí nằm ở cuối dãy phòng. Trước tình trạng khan hiếm phòng trọ hiện nay, ông Lê Nguyễn Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh (SAC) cho lời khuyên: tân sinh viên cần xác định khu vực ở thuận tiện cho việc học tập và nhu cầu đi lại làm việc. Khi khoanh vùng được nơi cần thuê trọ, sẽ đến bước lựa chọn mức giá phòng và các tiện ích đi kèm. Theo ông Lê Nguyễn Nam, ngoài việc tìm hiểu trên mạng, sinh viên cần đến tận nơi để kiểm tra phòng trọ và đảm bảo xác thực người cho thuê chính là chủ nhà. Khi xem phòng và ký hợp đồng, các em nên nhờ người lớn có kinh nghiệm sống và làm việc ở thành phố đi cùng.
hàng năm Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học đều có chương trình kết nối sinh viên với những nhà trọ uy tín. Tân sinh viên khi làm hồ sơ nhập học có thể tham khảo qua kênh này. Hiện nay, trung tâm đã bắt đầu tiếp nhận đăng ký từ những nhà trọ khắp Thành phố Hồ Chí Minh. Các chủ nhà trọ sẽ đến trực tiếp trung tâm hoặc liên hệ qua số điện thoại để cung cấp thông tin thuê trọ. Sinh viên chỉ cần lên fanpage nhà trọ của trung tâm để tìm được nhà trọ đã được trung tâm kiểm duyệt. Ông Nam cho biết thêm, nhờ sự kết nối này, nhiều sinh viên năm thứ nhất thuê được nhà trọ đã ở đến khi ra trường mà không phải chuyển nhiều lần. Trong khi đó, lãnh đạo một trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, hàng năm nhà trường đều rất trăn trở mỗi lần xét duyệt đơn xin ở ký túc xá của sinh viên. Trường có quy mô hơn 20.000 sinh viên, nhưng ký túc xá của trường chỉ có chưa đầy 1.000 chỗ ở. Số suất dành cho tân sinh viên chỉ khoảng 200, nên tiêu chí đầu tiên để duyệt là ưu tiên sinh viên nghèo, cận nghèo và khó khăn. Vị lãnh đạo này chia sẻ, ở ký túc xá các em được quản lý chăm lo tốt, giá cả lại phải chăng nên rất nhiều em sinh viên có nhu cầu ở, tha thiết làm đơn nhưng không đủ chỗ nên chúng tôi đành phải từ chối. Mong rằng các cơ quan ban ngành và doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng thêm nhiều ký túc xá như ký túc xá của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hay ký túc xá Cỏ Mây để giảm gánh nặng cho sinh viên, giúp các em an tâm học hành. Vào thời điểm này, không khí Tết thiếu nhi cũng lan rộng khắp phố phường. Mạng xã hội đang rộn ràng với đủ các trend của mùa trung thu năm nay. Trong đó không thể không kể đến những chiếc lồng đèn Labubu và bánh trung thu trong veo, những vật phẩm đang được giới trẻ săn lùng. Nếu như mùa trung thu năm 2023, chiếc lồng đèn hình con thỏ trở thành hot trend, thì năm nay lồng đèn Labubu đã thế chân. Vẫn với kết cấu rất đơn giản là một chiếc giỏ tre nhỏ xíu được gắn thêm hình Labubu thay vì hình chú thỏ, thêm một chiếc cán và đèn nhấp nháy là có ngay một chiếc lồng đèn Labubu. Tuy nhiên xu thế này vẫn đang rất thu hút. Được biết hiện tại lồng đèn Labubu được bán rất phổ biến trên các sàn thương mại điện tử với mức giá dao động khoảng 20.000 đến 25.000 một chiếc. Với mức giá rẻ rất xinh xắn lại gắn liền với cơn sốt Labubu nên loại lồng đèn này được rất nhiều người ưa chuộng. Hiện tại, lướt mạng xã hội TikTok cũng dễ dàng bắt gặp các clip bắt trend loại đèn này. Cùng với lồng đèn Labubu, bánh trung thu trong veo chính là một trend mới của mùa trung thu năm nay. Vẫn là trend tự làm bánh, nhưng loại bánh năm nay cực kỳ độc đáo. Với một loại bột có tên là bột trong veo, chỉ cần pha theo tỷ lệ hướng dẫn, đổ vào khuôn cùng nhân bánh nhuyễn có bán sẵn rồi hấp lên là có ngay những chiếc bánh trung thu đang tạo trào lưu mới. Với đặc trưng bột hấp lên trong suốt, chiếc bánh trung thu trong veo trông vô cùng xinh xắn và hấp dẫn bởi màu nhân bên trong. Hiện tại, dân tình đang thi nhau đua trend làm chiếc bánh độc đáo này để kết hợp cùng lồng đèn Labubu tạo thành combo đón trung thu trên mạng xã hội. Ở thủ đô Hà Nội vào những ngày này, phố Hàng Mã đã lung linh với ánh đèn rực rỡ của hàng ngàn loại đồ chơi trung thu truyền thống. Sắc màu tươi vui này không chỉ thu hút giới trẻ mà còn khiến nhiều du khách cảm thấy thích thú. Theo quan sát của báo Đời Sống và Pháp Luật, những cửa hàng hai bên đường phố Hàng Mã chật kín với các sản phẩm thủ công, mang đến cho người dân và du khách cơ hội tìm hiểu, cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa Hà Nội. Trên con đường dài 300m, nhiều bạn trẻ tìm đến để check-in và chụp ảnh. Theo nhiều tiểu thương, để phục vụ nhu cầu sắm Tết Trung Thu sớm của người dân, ngay từ đầu tháng 7 âm lịch, các món đồ chơi và đồ trang trí đã bắt đầu được bày bán. Dễ nhận thấy, các loại đồ chơi Trung Thu truyền thống, đồ chơi làm thủ công trong nước như mặt nạ, đèn kéo quân được bày bán nhiều hơn hẳn so với đồ chơi hiện đại, chiếm tới 60-70% số gian hàng. Đa dạng và rực rỡ nhất vẫn là những món đồ chơi bằng giấy, khiến con phố Hàng Mã những ngày này như lộng lẫy hơn. Khảo sát tại phố Hàng Mã, giá cả các mặt hàng Tết Trung Thu năm nay nhìn chung tương đối ổn định. Các mặt hàng như đèn ông sao có giá từ 30.000 đến 40.000 đồng một cái, đầu lân có giá từ 300.000 đến 1 triệu đồng một cái tùy theo kích cỡ. Du khách nước ngoài cũng bị lôi cuốn bởi những món đồ rực rỡ trong dịp này. Sự phong phú và đa dạng của các sản phẩm thủ công trên phố Hàng Mã không chỉ làm hài lòng người tiêu dùng mà còn giúp giữ gìn, lan tỏa vẻ đẹp văn hóa về Tết cổ truyền của Việt Nam tới bạn bè và du khách quốc tế. Cũng tại Hà Nội trong những ngày gần đây, một quán phở nhỏ nằm trên phố Bảo Khánh ở quận Hoàn Kiếm đã trở thành tâm điểm chú ý với hình thức từ thiện đầy ý nghĩa, phở treo. Ngay lập tức hình thức này nhanh chóng lan tỏa, khiến quán phở trở nên nổi tiếng và được công chúng đặc biệt quan tâm.
Được biết, vở treo trên phố Bảo Khánh là mô hình hoạt động do vợ chồng chị Phan Lệ mở ra nhằm san sẻ phần nào những bữa ăn chất lượng cho những người yếu thế và những người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn giữa lòng đô thị. Mô hình này xuất phát từ hình thức cà phê treo dành cho người khó khăn ở Ý trong đại dịch Covid-19. Ở Việt Nam, một vài mô hình cơm treo đã xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, từ hơn một tháng nay, chị Nguyễn Thị Cát Lệ cùng gia đình quyết định thực hiện mô hình phở treo ngay giữa lòng phố cổ Hà Nội. Có rất nhiều người khi đi qua nơi này đã bị ấn tượng bởi tấm biển để chữ phở treo ở ngoài cửa. Hơn nữa, nhờ vào những video lan tỏa trên mạng xã hội do các nhà sáng tạo nội dung số thực hiện, quán tiếp tục thu hút sự chú ý của nhiều người hơn. Mọi người tìm đến không chỉ để thưởng thức món ăn mà còn để đăng ký treo phở. Số lượng phở treo cũng vì thế mà nhiều lên gấp bội. Nhờ đó, nhiều người lao động nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn nhận được một bữa ăn miễn phí. Từ ngày mở phở treo, chị Lệ chưa bao giờ chủ động kêu gọi khách hàng treo phở lại quán. Vì những lý do nhạy cảm khách quan, chị không chọn cách giới thiệu về phở treo bằng lời. Thay vào đó, chị truyền tải thông điệp qua những dòng chữ ghi chú trong quán. Đây là một hình thức từ thiện bằng việc để lại một phần ăn cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng mà vẫn ủng hộ quán ăn địa phương. Nói về thông điệp này, chị Lệ cho biết, khách ăn tại quán có thể đặt trước một suất ăn để mời một người không đủ điều kiện có một suất ăn đàng hoàng. Bằng cách này, người cho né được tiếng khoe khoang mà vẫn tự thấy thật hào phóng, còn người nhận thì không cảm thấy mặc cảm vì miếng ăn. Những gì chúng ta có được là năng lượng tích cực cho cuộc sống và những giá trị tốt đẹp mà con người có thể để lại cho nhau. Mỗi ngày, quán phở treo nằm trên phố Bảo Khánh, Hà Nội đều dành khoảng 30 phần phở cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi người đến quán có thể nhận từ 1 đến 2 phần tùy vào nhu cầu. Với những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đôi khi sẽ chẳng dám bỏ tiền để mua những bát phở nóng hổi. Sự xuất hiện của quán phở treo ở góc đường Bảo Khánh đã trở thành trạm dừng chân đầy ý nghĩa. Những bát phở treo không chỉ giúp nhiều người có được một bữa ăn ngon, mà còn mang đến cho những ai tìm đến đây cảm thấy tình cảm ấm áp giữa nhịp sống hối hả nơi phố thị. Những hình ảnh của chuyên mục Chuyện Tốt cũng đã khép lại nội dung chương trình Tin Sáng ngày hôm nay. Huỳnh Ngân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại với những buổi phát sóng tiếp theo.